Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm cho đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, trong khi thì giá đầu ra của sản phẩm chăn nuôi lại giảm và tiêu thụ chậm. Điều này đã khiến cho người chăn nuôi tại Hải Dương vốn đã gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nay càng khó khăn hơn. Với quy mô chăn nuôi 1.000 con vịt mới vào đàn và hơn 2.000 con vịt thương phẩm chuẩn bị đến kỳ xuất bán, trung bình mỗi ngày, ông Phan Văn Phẩm ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương phải sử dụng 10 bao cám. Hiện giá mỗi bao cám đã tăng thêm gần 30.000 đồng so với cuối năm 2020, khiến mỗi ngày ông Phẩm phải chi thêm 300.000 đồng. Trong khi giá vịt chỉ ở mức từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, giảm từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Cứ tình trạng như này thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ không dám tái đàn nhiều nữa. Bởi vì là cái thức ăn chăn nuôi so với từ năm ngoái bây giờ lên tới 35 đến 40%. Thế mà bây giờ cái thực phẩm thì cái thị trường thì lại không lên được, và thậm chí có khi còn chững lại hoặc còn lùi cơ. Tính từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm đã tăng 4 lần liên tiếp, với mức tăng mỗi lần từ 5.000 đến 7.000 đồng một bao 25 kg. Điều này khiến cho tổng chi phí đầu vào của ngành chăn nuôi tăng thêm từ 10 đến 15%. Tránh cái tình trạng bất cân đối cung cầu thì người chăn nuôi cũng vẫn cần phải có cái kế hoạch tái đàn cụ thể. Tuy nhiên thì cần phải tìm hiểu và nắm bắt vào cái nhu cầu cũng như là cái tín hiệu của thị trường. Và bên cạnh đó thì cần thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, và thức ăn cho vật nuôi vẫn phải đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng. Tuy nhiên thì với những cái loại vật nuôi và ở những địa phương mà có thể tận dụng được cái nguồn thức ăn sẵn có thì có thể phối hợp vào cho đàn vật nuôi như trâu bò hoặc là gia cầm để nhằm giảm bớt chi phí giá thành trong chăn nuôi. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương, giá thức ăn liên tục tăng đã khiến các trang trại đang sản xuất cầm chừng. Nhiều chủ trại không dám tái đàn, mở rộng quy mô, thậm chí có nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm còn giảm đàn mạnh, nhiều người tính đến chuyện nghỉ nuôi. Và với sự hỗ trợ từ các chuyên gia trong chương trình Khởi nghiệp của VTC16, một chương trình truyền hình thực tế uy tín và được đông đảo khán giả quan tâm, từ chỗ thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, đến nay rất nhiều thanh niên đã vươn lên làm giàu và trở thành giám đốc hợp tác xã, chủ doanh nghiệp, tham gia tích cực vào chuỗi sản xuất nông sản an toàn, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và đưa những đặc sản quê nhà thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Sinh năm 1995, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Hồng Thái không chọn con đường thi đại học như các bạn mà trở về quê hương lập nghiệp nuôi lợn rừng. Anh gửi đơn tham gia khởi nghiệp VTC16 và được các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật. Đến nay, sau 4 năm, Thái đã có trong tay đàn lợn nái 30 con, cùng hàng chục nông hộ liên kết chăn nuôi khắp các tỉnh thành, mang về cho anh lợi nhuận từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Khi mà chương trình đến có thầy hướng dẫn, có chương trình đưa lên truyền hình TV thì các cái hộ dân và các cái khách hàng rất là tin tưởng và biết đến rất là nhiều. Thì từ đấy thì sản phẩm của mình hình như là lúc nào cũng trên tảng là chạy hàng, không có lớn để bán. Không chỉ với Thái, 6 năm qua, chương trình khởi nghiệp VTC16 đã giúp hiện thực hóa cho hàng trăm ước mơ làm giàu trên quê hương của những thanh niên trẻ. Dù từng ly nông ly hương, dù từng làm nhiều ngành nghề khác nhau, mỗi người lại có những lựa chọn khởi nghiệp riêng từ lợi thế quê hương mình. Hiện tại bây giờ thì mình lập nghiệp ở quê, khởi nghiệp ở quê này với mô hình nuôi cá này. Thứ nhất là được gần vợ con hàng ngày, mình chăm sóc con cái, rồi tình cảm vợ chồng nhất là nó có sự gắn kết. Khi mình thành lập công ty á thì là mình phát triển những cái sản phẩm ở địa phương mình đang có, cái thế mạnh của mình, tức là những cái sản phẩm mình, cái đặc sản của quê hương mình. Trong suốt hành trình hơn 6 năm qua, khởi nghiệp đã nhận được gần 1.000 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình của thanh niên cả nước. Trong đó, hàng chục thanh niên đứng đầu các hợp tác xã, tổ hợp tác đang được chuyên gia tư vấn hỗ trợ sản xuất. Nhiều thanh niên trẻ đã trở thành giám đốc công ty, giám đốc hợp tác xã với lợi nhuận từ 100 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Các sản phẩm của khởi nghiệp được sản xuất theo quy trình an toàn, có thương hiệu, và nhiều sản phẩm có tên mác xuất xứ trở thành sản phẩm ô cốp của địa phương. Bước đầu chỉ là những quy mô rất là nhỏ,
nhưng mà nhiều hộ cho đến bây giờ thì đã trở thành những cái trang trại lớn và có hộ đã bước dần vào cái doanh nghiệp. Thì đấy là một cái điều động viên rất lớn đối với chúng tôi và khích lệ chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn nữa và tư vấn đưa ra những cái vấn đề hiệu quả hơn nữa. Với phương châm chia sẻ tri thức, kiến tạo cơ hội và kết nối con người, nhiều thanh niên trên cả nước cùng với khởi nghiệp VTC16 đã lan tỏa sức trẻ và nhiệt huyết khởi nghiệp, đóng góp tích cực vào hoạt động tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước. Những năm qua, ngành sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đang cho thấy việc xây dựng thành công các chuỗi liên kết, hình thành vùng nguyên liệu rộng lớn chính là đòn bẩy hiệu quả để xuất khẩu gạo khởi sắc, mang lại giá trị lớn cho nông nghiệp nước ta và thu nhập khá cao, ổn định cho nông dân trồng lúa. Cánh đồng thuộc hợp tác xã Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã đến ngày thu hoạch. Nhờ áp dụng mô hình 1,5 giảm trên cánh đồng, vụ đông xuân năm nay, hợp tác xã Khiết Tâm ước tính năng suất lúa đạt tới 10 tấn một hecta, lợi nhuận tăng 20% so với áp dụng phương pháp truyền thống. Thành phố Cần Thơ bắt đầu áp dụng mô hình 1,5 giảm từ năm 2005. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ nông dân thực hành sản xuất kỹ thuật trên cánh đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất với sản lượng hàng năm đạt trên 1,3 triệu tấn lúa gạo. Về cái lúa, thì giờ nếu mà xạ dày theo cách truyền thống, thì là đặc biệt thì phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, phân bón nhiều thì nó gây ô nhiễm. Còn bây giờ tiếp cận cái mô hình mới thì đó là cái mà chúng tôi xạ thưa, cũng như tôi cấy thưa đây thì nó giảm rõ ràng, tức là đỡ phun thuốc bảo vệ thực vật, thì là nó đã là đỡ phun thuốc thì là tức là nó đã đỡ tác hại đến cái sức khỏe con người rồi. Thực ra thì làm nông nghiệp rất là cực rồi, nhưng mà khi mà riêng áp dụng về cái 1,5 giảm SRB thì bản thân tôi thấy là nông nghiệp trồng án có phần nó nhẹ nhàng hơn, có nghĩa là mình ít ra ruộng hơn, rồi mình phải đi thăm đồng, tại vì có một cái thực đã hỗ trợ mình phần thăm đồng rồi. Rồi thêm cái nữa là mình không phải phun thuốc trừ sâu, nên là cái áp lực về cái vị trí của tôi, như là tôi phải đi, nhất là đi thăm ruộng, thứ hai là cũng phải cầm vàng để phun nè, rồi cái thuốc trừ sâu ảnh hưởng sức khỏe của mình. Một phải là sử dụng giống xác nhận, năm giảm là giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng phân bón, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước, giảm thất thoát sau thu hoạch. Theo tổng kết của ngành nông nghiệp, tính đến năm 2015, sau 10 năm áp dụng mô hình này, ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đã giảm được một nửa lượng giống gieo xạ trên đồng ruộng. Các tổ hợp tác, hợp tác xã được thành lập đã tạo nên những cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo bền vững. Nếu như nông dân nào mà thực hành tốt, ngoài cái việc mà giảm lúa giống, giảm chi phí sản xuất, rồi bảo vệ được sức khỏe của mình do là giảm thuốc rồi đó, thì nông dân được liên kết với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ thu mua cộng thêm khoảng 100 đến 150 đồng một ký lưu gam lúa để cho chia sẻ lại trả lại cái công của nông dân mà thực hiện đúng với cái yêu cầu tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Cách thực hành tốt 1,5 giảm được xem là một bước đệm quan trọng thúc đẩy việc tiến tới tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững toàn cầu. Đây cũng là chìa khóa quan trọng để ngành lúa gạo Việt Nam hướng tới những thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ hay châu Âu.